Ok, xin chào mọi người. Mình là Tuấn Anh, ô tô cũ tại quán Toan Hải Phòng. Hôm nay lại giới thiệu cho anh em một mẫu xe, đó là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 bản Nimo đã được lân kịch, đang được chào bán tại ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng với giá tiền là 242 triệu đồng cho anh em. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ cho mình qua số điện thoại 0989 711 706. Trước màn hình quý vị và các bạn đây, mình muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2009 này. Đấy. Sơn si của chiếc xe thì khá là ok, đang được chào bán với giá tiền là 242 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ cho mình qua số điện thoại 0989 711 706. Trong thời gian qua, ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng giới thiệu rất nhiều mẫu xe. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm đến kênh của mình. Vâng, và mình rất vui lòng, rất chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh của mình để cập nhật nhiều mẫu xe cũng như nhiều thông tin hay là những cái giá cả của những chiếc xe xe cũ đang có mặt tại cửa hàng của mình. Nói chung về chiếc này thì sơn si của nó khá là ok, không có điểm gì để chê về sơn si của chiếc xe này cả. Thân vỏ rất là đẹp, la răng đúc nguyên bản theo xe. Con này thì đã lân kịch rồi nên là la răng đúc của nó đã, nên trước của nó là la răng sắt, bây giờ nó lân lên thành la răng đúc. Nội thất tất cả mọi thứ rất là ok. Nội thất da nguyên bản này, trần lỉ nguyên bản đã được bọc ni lông để cho mới. Cửa đóng rất là nhẹ. Đấy, anh em nhìn thấy. Cửa đóng rất là nhẹ nhé. Tất cả những cái tay nắm cửa này hay là cái ốp gương hay là những ốp đèn sau trước đã được ốp mạ cà đông, mạ chrome. Rất là đẹp, rất là sáng, bóng. Một mẫu xe Toyota Vios thương hiệu của Nhật Bản. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Đi rất là chắc. Bền bỉ với thời gian và không hay hỏng vặt. Đấy là một cái mà rất là nhiều người ưa chuộng ở dòng xe này. Tại sao người Việt Nam thì rất thích dùng dòng Toyota? Đấy. Một thương hiệu rất là nổi tiếng. Một thương hiệu đã tạo nên cái thương hiệu thì là rất là ok. Bô lăng cổ số đấy, rất là đẹp. Màn hình DVD cam nùi đầy đủ cho anh em. Tất cả mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Cái màn hình này chắc là đang có dây. Đấy, em đang chờ xử lý cái màn hình này xong, cái này là vấn đề nhỏ thôi. Đấy, âm thanh rất là hay. Tất cả mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Đấy, con này đã độ lên là xi nhan trên gương này. Đấy, gương cụp xòe này. Rất là đầy đủ, rất là tiện nghi anh em nhé. Gương kính chỉnh điện. Giờ em sẽ đề máy lên cho anh em xem chất máy của chiếc xe này.
Đối với dòng Vios này thì anh em nào mà đã quen thuộc với dòng này thì là rất là chắc là đã biết là tại sao khi đè lên tiếng vòng tua của nó phải lên trên 1.000 một tí, nhưng mà dần dần càng chạy thì máy càng êm. Nên là anh em không phải suy nghĩ gì về cái chất xe, chất máy của dòng này. Quá là yên tâm luôn. Vô lăng lái rất là đẹp, nhẹ. Thì em mở phần máy lên cho anh em xem. Chất máy của chiếc xe này nó như thế nào? Đây là khoang máy của chiếc xe này. Xe được mang trên mình biển 21 anh em nhé. Máy móc của nó rất là chất, khô ráo. Đấy, máy móc của nó không có gì phải suy nghĩ gì cả. Gầm của nó cũng rất là đẹp. Na răng đúc. Cam lùi. Cái máy móc của nó rất là chất. Nổ rất là êm. Vừa rồi ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng giới thiệu cho anh em mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2009 bản limo đang được chào bán tại ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng với giá tiền là 242 triệu đồng cho anh em. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với mình. Đấy, rất vui mừng đã đến chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh của mình. Mình là Tuấn Anh ở quán Toàn Hải Phòng. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm đến kênh của mình.